Konnichiwa, Konnichiwa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món ăn sáng bánh mì chảo ở Cần Thơ nhé. Bánh mì chảo là một món ăn tuy quen mà lạ, được nhiều thực khách yêu thích lựa chọn làm bữa ăn sáng, cung cấp nhiều dinh dưỡng, năng lượng cho cả một ngày dài hoạt động. Một phần bánh mì chảo sẽ bao gồm như là xúc xích, cá mòi, chả lụa, xíu mại. Các bạn có thể ăn kèm với bánh mì và rau. Nếu có dịp đến Cần Thơ thì các bạn hãy thử qua món này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Minasan, arigato gozaimasu.